Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ông Lê Minh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chị DTTT, sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, người mất tích gần 2 tháng đã được cơ quan chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Ông Hòa cho hay, thi thể của chị T được phát hiện tại một tỉnh ở Campuchia tiếp giáp với Thái Lan, hiện chưa rõ nguyên nhân chị T tử vong giờ đâu. Cũng theo ông Hòa, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết cho người nhà gia đình nạn nhân sang Campuchia để đưa thi thể về gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, do đó xã đã trích một phần kinh phí từ quỹ vì người nghèo, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người nhà sang Campuchia đưa thi thể nạn nhân về, ông Hòa thông tin thêm. Ông Đào Ngọc Quý, sinh năm 1955, bố của chị T, ngồi tẫn thờ đợi chờ thi thể con về, ông chua sát nói. Nghe tin con qua đời, gia đình không dám tin là sự thật. Hiện gia đình chỉ mong sớm đưa được thi thể con trở về. Được biết T là con thứ tư trong gia đình có 7 anh chị em. Từ nhỏ, T chăm ngoan học giỏi, biết quan tâm đến bố mẹ, gia đình, người thân nên ai cũng yêu thương. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, T xin gia đình đi tu ở một ngôi chùa ở phía Nam. Trong thời gian đi tu, thỉnh thoảng T vẫn về thăm bố mẹ, người thân. Đến cuối năm 2023, T xin nhà chùa ra ngoài để chữa trị bệnh nhưng không ngờ xảy ra việc đau lòng trên. Kể về đứa con gái xấu số, bà Hà Thị Tâm, sinh năm 1960, mẹ của chị T, không giấu được nước mắt kể. Đầu tháng 12 năm 2023, âm lịch, Tê bắt xe khách về Đắk Lắc để làm căn cước công dân, rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa bệnh. Vài ngày sau, Tê gọi điện thoại về hỏi thăm bố mẹ vẫn nói cười vui vẻ. Nhưng rồi sau đó, gia đình liên tục gọi điện thoại cho con, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông không ai bắt máy, nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Cách đây 4 ngày, cán bộ công an bất ngờ đến nhà hỏi thăm thông tin về tên tuổi của con, rồi đưa hình ảnh cho tôi nhận diện cháu, tuy nhiên do khuôn mặt của người trong điện thoại xưng to nên gia đình cho rằng không phải con gái. Đến khi họ đưa hình ảnh chụp thông tin và ảnh trên chứng minh nhân dân của T thì chúng tôi mới nhận ra con gái của mình. Lúc này cơ quan công an thông báo T đã tử vong ở nước ngoài. Tin dữ ập đến như xét đánh ngang tai khiến mọi người trong gia đình suy sụp hoàn toàn và không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc đau lòng đến với con gái tôi như thế, ông Quy nói trong nước mắt. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp liên hệ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân T về nước trong thời gian sớm nhất. Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Đê, sinh năm 2006, học sinh lớp 11, trường trung cấp nghề Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng cho biết Đê đã mất liên lạc với gia đình đã mấy ngày nay. Theo người thân em Đê, vào chiều ngày 26 tháng 2, Đê rời khỏi nhà đi chơi. Khi đi, Đê mặc áo phao màu đen, quần đen, mang ba lô màu trắng, đi dép màu nâu có hình chữ hát. Bà Trần Thị Cảnh, mẹ em đê cho biết vào thứ Hai ngày 26 tháng 2, cháu có xảy ra xích mích với gia đình về việc dùng điện thoại quá khuya, tuy nhiên những ngày sau vẫn cư xử bình thường. Đến chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 3, sau khi đi chơi thì cháu không về, gia đình đã tìm kiếm, cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn không có thông tin gì về cháu. Hiện gia đình đang rất lo lắng, ai biết được cháu đang ở đâu, xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0913 943 699, bà Cảnh thông tin thêm. Trước đó, cuối tháng 2 năm 2024, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi học. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 2, nữ sinh VTML 16 tuổi lớp 10 trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đi học bằng xe máy 81AU014.71, đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc ML Vắng học lo lắng cho sự an nguy của em L. Chiều ngày 25 tháng 2, gia đình đã trình báo sự việc với công an nhờ vào cuộc tìm kiếm. Đến chiều hôm sau ngày 26 tháng 2, nữ sinh L được tìm thấy trong phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Iaka, huyện Iagrai, Gia Lai. Liên quan đến sự việc, công an đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Hát, 20 tuổi, ngụ huyện Iagrai để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa thành niên. Được biết, giữa Hát và L có quan hệ tình cảm với nhau. Mới đây, theo thông tin từ báo chí Nhật Bản khoảng 18 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2 giờ địa phương, Tổng đài Cảnh sát 110 của Nhật Bản nhận được cuộc gọi báo có người ngã gục trong một căn hộ ở thị trấn Hibarioka, thành phố Higashiomi, tỉnh Shiga. Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, nhân viên hợp đồng người Việt Nam, đã chết tại căn hộ. Cảnh sát Nhật Bản nói rằng nạn nhân tử vong do nhiều vết đâm vào cổ, Ngày 27 tháng 2, cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm Takashi Yamamoto, 49 tuổi, người thất nghiệp sống ở tầng 2 khu chung cư. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người, nói rằng có vấn đề với tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày. Yamamoto bị tình nghi sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh bằng dao trong khoảng thời gian từ 2 giờ 40 phút ngày 23 tháng 2 đến 18 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2. Anh Nguyễn Tuấn Anh làm việc tại một công ty gia công kim loại gần đó. Ngày 26 tháng 2, đồng nghiệp lo lắng khi không thấy anh đi làm nên đã đến thăm. Họ phát hiện nạn nhân gục trong phòng. Cảnh sát phát hiện vết máu trên cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 căn hộ. Liên quan đến vụ việc, một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Higashi-Omo Nhật Bản, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tối 1 tháng 3. Ngay sau khi nhận được thông tin... Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại. Đề nghị phí Nhật Bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xét xử kẻ phạm tội cũng như làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân liên hệ gia đình nạn nhân, chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật Việt Nam và sở tại. Trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong. Chiều ngày 3 tháng 3, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nhiều vụ phát hiện thi thể người trên địa bàn. Theo đó, sáng ngày 3 tháng 3, nhân viên bảo vệ đi kiểm tra một vòng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An như thường ngày, thì thấy nam thanh niên nằm úp mặt dưới nền đất bên trong Nghĩa Trang. Khi bảo vệ đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên trình báo công an. Tại hiện trường, người đàn ông khoảng 30 đến 35 tuổi nằm chết úp mặt dưới bãi cỏ. Nạn nhân mặc quần jean, áo thun trắng ngắn tay, không đi giày dép. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, miệng chảy máu. Theo nguồn tin cho biết, người này đã leo tường vào bên trong nghĩa trang. Khu vực người này tử vong là bãi đất trống, cách tường rào Nghĩa Trang khoảng 10 mét. Còn lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Nghĩa Trang liệt sĩ luôn có nhân viên bảo vệ. Ban ngày mở cửa cho người thân đến viếng, ban đêm kéo rào lại. Hiện, thi thể nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết. Cùng ngày, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong ở bãi đất trống bên đường NA7. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phường Thuận giao vẫn đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm điều tra. Người dân cho biết, nam thanh niên này ở cùng với vợ tại nhà trọ gần hiện trường. Tối ngày mùng 2 tháng 3 có xảy ra cãi vã với vợ, đến sáng ngày mùng 3 tháng 3 thì phát hiện người này tử vong. Ngoài ra, công an tỉnh Bình Dương cũng đang làm rõ nguyên nhân khiến chị BTMT 29 tuổi, quê Lạng Sơn tử vong. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại trung cư Emerald Golf View, quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực trước sảnh ra vào. Kiểm tra thì tá hỏa thấy một người phụ nữ đang nằm bất động giữa vũng máu. Bảo vệ nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An, công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra, xác định chị T là người đang sinh sống tại tầng 23 của trung cư trên hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị này đang được điều tra làm rõ